Lớp các bạn hôm nay Hân sẽ review một loại mì mới, đó là mì bò sốt quen. Mì bò sốt quen của WeFun các bạn, mì tươi hấp chín công nghệ cao. Mì bò sốt quen, mì mới ra đây. Mì bò sốt quen, mì tươi hấp chín công nghệ cao. Thử ra xem các bạn. Đây ha, dùm xuống nha. Bạn thấy chưa? Mì bò sốt quen, mì tươi hấp chín công nghệ cao của WeFun. Cái này nhà xà xà biết ăn được. Trời ơi, mì ngộ quá. Mình gói mì nè, chị ăn như mì tươi vậy, chị ăn mì tươi mà mình ăn mì tươi á, ghê luôn. Mình mua giá rẻ, nhưng mình mua có 5.000 mấy, nhưng tôi có đơn mình mua khuyến mãi có 5.200 các bạn. 5.200 mà được mì này thì ngon rồi. Bỏ mì nó kỹ quá, nó bỏ vô cái bọc luôn ha, cái nó tấm lại luôn, ngon hết các bạn. Rồi thì em mì luôn, để cho đi lấy cái mì, lấy cái mì này lại. Có hai cái hạt nêm mà một cái dầu, hai gói một cái hạt nêm mà một cái dầu. Giờ mình xuống cái này, hạt nêm cái gì? Ôi trời, không biết cái phần sử dụng để đọc ra. Cho bát mì và có chuẩn bị vào tô, gót nước sôi vào khoảng 400 ml, để đắp lại sau 3 phút. Ăn 3 phút mà không cần phải dụng các bạn, không cần bắt nào vậy hơn đó. Không cần phải bắt nồi đun sôi. Giờ cuốn các bạn, bỏ cái này ra, sau đó bóc tiếp. Cái gì vậy? Cái mình nhìn cái này đẹp không? Đẹp ấy, đẹp mì dương tươi đưa. Mì tươi mà mì tươi mì hiểu con nó ra sao ha. Mình còn hai vị nữa, lần sau cho review các bạn. Còn hai vị nữa, hai vị mì thịt bằm và mì tôm chua cay. Bữa sau mình sẽ review hai cái món, hai cái này nha. Bạn đang xem clip sau nha. Giờ mình xin thịt cũng giống mì thì giống gan nhưng mà hương vị khác. Hạt mì có màu ngộ, mì bột nó có màu có kem, có ngủ gì hơn á. Đúng là bò nè, cái này bò nè, cái là cái mùi bò, cái mùi của cái bò. Mùi gia vị của bò bánh là bọt đường ghế. Ôi trời, lần nào mình có hạt nêm là mình bị ác xìa các bạn. Thịt chỉ biết hạt nêm vô, ghê nhỏ vô. Cái dầu có màu nè, màu đó đó. Không biết cái tàu ngũ dĩ hương gì đó. Để chụp cái son cái này. Trong 3 phút luôn. Để nắp lại chú hút mình khỏi đây nắp, nắp không mềm. Đợi 3 phút nha. Thời gian chờ đợi 3 phút là mình sẽ review một món. Sữa cua nổi giỏi tăng chiều cao, uống sữa cua nha mày. Bỏ ốp nước đá. Cái này nó có cái đây án trên đây nè, mình xé trên đây. Xong cái em hút, hãy xem hút chút á. Các bạn găng là thế là mau nhất. Xếp bằng găng. Ráo cái này. Đây, mở cái này. Em hút vào, uống thôi. Ngon quá, lạnh lạnh ngon, sô-cô-la. Cái này mình muốn mua siêu siêu thị để coi giá như 5.000 mấy á chứ, 5.100 đúng rồi. Không, quên lên giảm giá có 5.000.
thông của mày cũng chờ là mì chính uống này. Sắp hồi no sẽ ăn mì ta. Mì thôi, mì đã chín rồi. Không cần phải đắt ha. Nhìn nó thấy cũng dính. Ngon quá, sao mì này lạ lần thì ăn luôn á. Nhìn giống miếng quá. Ngon các bạn. Mày quên uống nước, để mình lấy cái gì nữa. Có mấy cái gì giống như là thịt bò giả thật sự ra giống thịt non á. Mì tôi ít đọc các bạn. Ít đọc không. Mì tôi ít đọc ăn mì à. Mì thường. Mì gói thường tại vì nó chiên á, mì tôi này nó chiên. Nó cũng có chiên nhưng mà để được không? Ăn mì tôi thì giống như là mì giống như mà ăn hủ tiếu vậy đó. Hủ tiếu nó cũng làm giống mì tôi chứ. Cô làm cái ha. Rồi mình về mình trúng á. Mì tươi giống mì gan vậy. Nhưng mà mì tươi ít, nó ít chiên hơn. Ít dầu. Ít mập á. Ngon các bạn, mì này ngon. Các bạn ăn thử mì này nha. Nếu nó không màu ngộ đó các bạn. Để mình cho các bạn coi. Chứ cách này mới cho coi cho mai ngày được. Thôi nhìn nè. Đó. Chưa. Thấy cái mày chưa. Rồi. Rồi. Mày ăn gì ăn nhanh đông hồi ăn thở nó nở nha, ăn nó nở ăn giống như hủ tiếu vậy thôi chứ nở.
Tại mình thích ăn mì chiên hơn cái mì này. Mì ăn ngon nhưng mà ăn nhiều nếm. Chắc mấy tuần sau mình hay review á. Tại mới ăn nha nhé. Mình ăn gốc hủ tiếu. Mình mới ăn mấy hủ tiếu. Hủ tiếu bịch là mình ít nè ăn. Hủ tiếu Nam Giang ăn được. Làm hết đi bà. Nhưng mà bà nhé. Mì này mình nghĩ chắc ta hay là ăn thử cho biết thôi chứ ít ít mày nó bỏ nước lại tại vì nước nó hết đỏ. Ăn mày ăn cái thôi. Bye bye, xin biệt. Hẹn lại video tiếp theo. Bye bye.